Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ Bảy ngày 23 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Người đứng đầu phải gương mẫu khiêm tốn, cầu thị và gian khổ phấn đấu. Chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hội nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch, kịch bản kinh tế năm 2024. Huyện Vân Đồn đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể Thương cảng Vân Đồn, bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2023, Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy, chủ động quyết tâm nỗ lực rà soát, đôn đốc triển khai đồng bộ các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, trong đó có nhiều nội dung có tính chiến lược quan trọng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đến ngày 20 tháng 12, toàn tỉnh kết nạp 3.251 đảng viên mới, trong đó 216 đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đứng thứ hai trong cụm thi đua số 2 của Ban tổ chức Trung ương. Đồng thời tham mưu sắp xếp, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy, các đơn vị sau sắp xếp lại gắn với lộ trình tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục các tồn tại hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2023 có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại hạn chế như công tác kiểm tra giám sát về công tác cán bộ chưa được chú trọng đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, suy thoái. Tinh giản biên chế mới tập trung giảm số lượng, chưa thực sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Sinh hoạt chi bộ ở một số nơi vẫn còn hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc chấp hành nguyên tắc quy chế của Đảng, chế độ công tác, lề lối làm việc một số nơi vẫn chưa nghiêm, thiếu hụt đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh. Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng là đặc biệt quan trọng gắn với xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ. Trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, tăng cường việc chấp hành kỷ luật, dùng kỷ luật nghiêm minh, giám sát nghiêm khắc để cán bộ đảng viên nhớ những điều đảng viên không được làm, giữ giới hạn, quen và làm việc trong môi trường bị giám sát ràng buộc. Đồng thời mỗi cán bộ công chức viên chức thực sự là tấm gương về văn hóa, đạo đức, lối sống. Cán bộ công chức viên chức thực sự là tấm gương về văn hóa, đạo đức, lối sống, tự học, sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu, cầu thị, cẩn thận và gian khổ phấn đấu. Tôi nói khiêm tốn không thừa ở chỗ là vì tỉnh ta phát triển thành tích rất nhiều. Nếu mà nghĩ đó là đỉnh cao rồi, tự mãn ngay. Cho nên chỉ có nhìn về phía trước tiến lên thì thành công. Và trong các báo cáo thì đừng viết quá nhiều về ngày hôm qua. Hãy nghĩ đến ngày mai nhiều hơn thì chắc chắn là chúng ta còn phát triển nữa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhất là công tác nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch theo phương châm chủ động chuẩn bị vững chắc từ xa từ sớm, đảm bảo cơ cấu cán bộ hợp lý, có chất lượng cho nhiệm kỳ tới. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới để đổi mới công tác cán bộ. Chúng ta phải thống nhất nhận thức rất cao, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới để làm công tác cán bộ. Trọng tâm là đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ, tạo nên sự đồng bộ, đồng thời, liên thông từ trên xuống dưới để tạo ra một cái năng lực mới cho toàn hệ thống chúng ta. Trên tinh thần, vốn con người, vốn cán bộ là quý nhất, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Và làm tốt công tác cán bộ trên tinh thần đổi mới, khách quan, công tâm, minh bạch, công bằng, với một cái ý chí quyết tâm đổi mới công tác cán bộ để tạo ra một cái chất lượng cán bộ của cả hệ thống chính trị ở mức cao hơn, thì chắc chắn một điều chúng ta sẽ có được cái sự phát triển mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát công tác cán bộ, đảm bảo đúng các quy định nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đặc biệt qua công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ để vừa phát hiện nhân tố mới, nhân tố tích cực, vừa kịp thời phát hiện những bất cập nảy sinh, những vi phạm, khuyết điểm từ khi còn mới manh nha từ cơ sở. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Chiều nay, Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động thông tin tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp phần định hướng dư luận xã hội trên báo chí. Trung tâm đã sản xuất, phát sóng, đăng tải hàng vạn tin bài trên các hạ tầng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, triển khai thực hiện nhiều công việc lớn, việc khó, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả những nhiệm vụ bổ sung, nhiệm vụ tỉnh giao. Trong đó đã thực hiện tổng số 11 chiến dịch truyền thông với hơn 3.300 tác phẩm trên các hạ tầng. Sản xuất phim tài liệu Quảng Ninh biên niên sử truyền hình, phim truyện truyền hình chủ đề lịch sử vùng đất, tình yêu và con người Quảng Ninh bình minh đang lên, xuất bản ấn phẩm báo chí đặc biệt Quảng Ninh 60 năm phát triển cùng đất nước và 60 MV ca nhạc về Quảng Ninh. Với khối lượng lớn công việc, trung tâm vẫn giữ vững nhiệt huyết của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, tạo không khí thi đua lao động, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong hành động, xây dựng sức mạnh tập thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cá nhân trong công việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả rất đáng tự hào của Trung tâm Truyền thông tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định, những người làm báo của Trung tâm góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh trong năm 2023. Kết quả trong năm 2023 càng khẳng định bước đi đúng đắn với mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh trong 5 năm vận hành để hướng đến xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh trở thành tập đoàn truyền thông mạnh ở khu vực phía Bắc. Hơn thế nữa, kết quả này cũng cho thấy sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, khí thế thi đua sôi nổi, sự nhiệt huyết sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Về nhiệm vụ năm 2024, dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn thách thức vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, Quảng Ninh sẽ vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đặt ra. Để cụ thể hóa quyết tâm này, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, đồng chí khẳng định vai trò của Trung tâm Truyền thông cũng rất quan trọng. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm Truyền thông tập trung xây dựng chiến lược phát triển để đạt được thành công lớn hơn nữa, tiếp tục tập trung marketing, quảng bá, xây dựng hình ảnh mang tính thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc biệt là 6 giá trị đặc trưng của tỉnh và những giá trị mang đậm dấu ấn về chiều sâu văn hóa, lịch sử của địa phương. Tiếp tục củng cố bộ máy cả về công tác đảng, chuyên môn, các hội đoàn thể, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là những người đã chứng minh được phẩm chất, năng lực, đồng thời có chiến lược thu hút nhân tài đến từ các địa phương khác, tiếp tục phát huy những cơ chế chính sách nhằm khuyến khích sức làm việc, sức sáng tạo đã được triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tế thời gian qua.
về việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ, kỹ thuật, trung tâm cần xây dựng đề án tổng thể và đề xuất với tỉnh để có chiến lược đầu tư bài bản, căn cơ, tiếp tục tập trung cho công tác chuyển đổi số, lựa chọn những việc, những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt là tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tỉnh giao về số hóa các danh thắng, di tích, sản phẩm du lịch trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh trong thời gian qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã khẳng định vai trò tiên phong và có hiệu quả nhất trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy kết quả này để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Mong muốn mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng để hàng ngày cho ra đời những tác phẩm báo chí vừa đảm bảo tính thời sự, vừa mang tính phân tích chuyên sâu. Qua đó phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Trung tâm Truyền thông tỉnh trong quá trình hoạt động. Chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các địa phương, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, góp phần vào những kết quả toàn diện của tỉnh trong năm 2023. Trong đó đã làm tốt công tác tham mưu với chất lượng cao, công tác phục vụ chu đáo sáng tạo. Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy sửa đổi quy chế làm việc, kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, triển khai chủ đề công tác năm, các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Đối với nhiệm vụ năm 2024, đồng chí yêu cầu văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, chủ động rà soát tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nhất là văn kiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thường xuyên rà soát quy chế làm việc của cấp ủy và của chính nội bộ văn phòng cấp ủy các cấp, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để theo dõi tiến độ các công việc, không để sót việc, đôn đốc các bộ phận liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn phòng, đảm bảo trung thực, tinh thông, nhạy bén, kiên nhẫn. Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị hành chính, lễ tân văn thư, lưu trữ, thường xuyên tổ chức các buổi giao ban nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng. Chiều nay, Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch kịch bản kinh tế năm 2024. Đồng chí Cao Tường Huy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy, nghị quyết số 176 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra những chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP trên 10%, tổng thu ngân sách nhà nước 56.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAINDEX, CPAP và PAPI. Có trên 91% trường đạt chuẩn quốc gia, toàn tỉnh không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh. Cuộc họp tập trung phân tích và đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2024, cũng như làm rõ hơn về kịch bản tăng trưởng, các nhân tố tăng trưởng theo từng quý. Đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành bám sát nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy, nghị quyết số 176 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phê duyệt kế hoạch của từng sở ngành, trong đó giao một số chỉ tiêu cho các sở ngành cao hơn so với Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cũng tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về nội dung và phát hành cuốn kỷ yếu 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch tổ chức khánh thành cầu Cờ Lục 3 và khởi động xây dựng công trình trung tâm thương mại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, huyện Vân Đồn tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể Thương Cảng Vân Đồn, bảng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Vân Đồn 26 tháng 12 năm 1948, 26 tháng 12 năm 2023.
Tới dự có các đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện đảo Vân Đồn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, với thương cảng Vân Đồn hình thành và phát triển từ thời nhà Lý năm 1149. Nơi đây có di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng, nơi ghi dấu lần Bác về thăm cán bộ, đảng viên, đơn vị bộ đội và bà con các dân tộc sinh sống làm nhiệm vụ trên đảo vào ngày 12 tháng 11 năm 1962. Trong suốt 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Vân Đồn luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 27,5% một năm. Cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng dịch vụ công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, là một trong năm địa phương trong tỉnh tự chủ ngân sách. Đặc biệt sau 11 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Vân Đồn thay đổi mạnh mẽ. Năm 2021, hoàn thành 100% các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. 7 trên 11 xã đã hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện không còn hộ nghèo, có 4 xã đã hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã hoàn thành đạt chuẩn 100% các chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Vân Đồn, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể thương cảng Vân Đồn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Vân Đồn đã đạt được. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực, Vân Đồn tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, giữ gìn củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý công chức viên chức, triển khai hiệu quả các quy hoạch, phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Chiều nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết chỉ thị, quyết định kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó phân tích dự báo toàn diện tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, chủ động báo cáo đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề nghị thời gian tới Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới, coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, đồng thời phối hợp với các cấp các ngành và các lực lượng vũ trang trong tỉnh xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an toàn địa bàn, tăng cường bồi dưỡng giáo dục cán bộ chiến sĩ về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn với các biểu hiện tiêu cực tại một số vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên và phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ,
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, duy trì mối quan hệ giữa bộ đội biên phòng với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước láng giềng, đảm bảo theo nguyên tắc đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ 2 năm 2024 họp hội đồng chấm trung khảo. Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí trung ương, địa phương, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung và hình thức thể hiện mới, hiện đại, nội dung đề tài đa dạng, bám sát hơi thở của cuộc sống, làm nổi bật vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong số 106 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo làm việc khách quan công tâm, chọn ra các tác phẩm xuất sắc để xếp giải. Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thường niên để vinh danh các tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Sáng nay, Đảng ủy Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, gồm nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị quán triệt, các chi bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc toàn diện các nghị quyết, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh. Năm 2023, Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt kế hoạch từ 3 đến 5% nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng. Than sạch sản xuất đạt 1.550.000 tấn, than tiêu thụ đạt 1.565.000 tấn, thu nhập bình quân của người lao động đạt 18,2 triệu đồng một người một tháng, tăng 3,2% so với kế hoạch. Công tác tuyển dụng lao động hầm lò cũng đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Năm 2024, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động thợ mỏ. Sau hơn 2 ngày cứu hộ xuyên ngày đêm với nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và trực tiếp là các lực lượng cứu hộ cứu nạn không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, giá rét, khối lượng bùn đất đá bốc xúc vận chuyển lớn. Đến 11 giờ 30 phút trưa nay, thi thể công nhân mất tích trong sự cố sạt tụt lở tầng khai thác tại khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc 6 đã được tìm thấy. Trước đó, vào tối ngày 21 tháng 12, tại khu vực Mong, mức âm 260m, Công ty Cổ phần Than Cọc 6 đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đẩy máy xúc đang hoạt động, đã khiến một công nhân tử vong, 6 công nhân bị thương và một công nhân mất tích. Tử vong vừa được tìm thấy là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi công nhân tử vong 20 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và công nhân bị thương, mỗi người 1 triệu đồng. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.